Đây là nơi những tài xế xe buýt chạy tuyến 95 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe khách Sài Gòn chạy hướng bến xe miền Đông đi khu công nghiệp Tân Bình đã móc nối với đầu nậu rút dầu xe buýt trên đường DC8 ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu nậu tên Phong, 50 tuổi, thường trực sẵn sàng tại đây với hàng chục can nhựa loại 30 lít. Ông Phong nắm độc quyền việc rút dầu ở khu vực này khoảng 10 năm nay. Thời gian rút dầu vào khoảng từ 11 giờ đến 14 giờ trong ngày. Trưa ngày 22 tháng 2 năm 2014, xe buýt biển số 53N7587 vừa về tới bến, tài xế liền cho xe chạy thẳng đến bãi đáp. Tại đây ông Phong đã chuẩn bị sẵn một can nhựa và một chiếc vòi dài 2,5 mét để rút dầu. Xe vừa dừng, chỉ mất khoảng 2 phút, dầu từ xe buýt đã đổ đầy can nhựa 30 lít. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 2, mở màn cho buổi rút dầu trong ngày là xe buýt mang biển số 53N7594. Trong chớp nhoáng, 30 lít dầu rút từ xe buýt được ông Phong chuyển qua can nhựa. Rút ruột dầu xong, tài xế xe buýt nhận tiền và lái xe về bãi. Khi xe buýt này vừa rời bãi đáp thì xe buýt mang biển số 53N7585 lùi vào để rút dầu. Trong vòng chưa đầy 2 phút, ông Phong đã rút dầu từ xe buýt đong đầy can nhựa 30 lít rồi đưa vào tập kết ở bãi. Ngoài hai xe buýt rút dầu bán công khai cho ông Phong, trưa 21 tháng 2, chúng tôi còn ghi nhận có thêm nhiều xe buýt khác sau khi trả khách đều không lái xe về bến mà chạy đến bãi đáp rút dầu bán tấp nập, gồm xe 53N7114, 53N7591. Trung bình cứ 10 phút lại có một xe buýt đến để rút dầu và hầu hết các xe buýt khi vào bãi đáp đều rút 30 lít dầu. Trước đó trong các ngày 19 và 20 tháng 2, ba xe buýt lần lượt mang biển số 53N7591, 53N7401, 53N7586 vào bãi đáp và bị ông Phong rút dầu trong chớp nhoáng. Đặc biệt trong số những tài xế xe buýt rút dầu này có tài xế Tân, lái xe 53N7586 đã rút dầu với số lượng lớn. Cụ thể, sau khi rút lần một đầy can nhựa 30 lít, ông Tân tiếp tục cảnh giới cho ông Phong rút tiếp một can 30 lít nữa. Sau khi rút 60 lít dầu này, tài xế Tân nhận tiền từ ông Phong rồi chạy xe về bến. Ông Phong tiết lộ ông rút dầu trong các xe buýt tại bến xe khu công nghiệp Tân Bình trung bình mỗi ngày từ 6 đến 8 can nhựa loại 30 lít, tương đương từ 180 lít đến 240 lít dầu. Xe buýt cứ chạy tầm 2 ngày là rút dầu một lần, mỗi lần rút 30 lít, xe nào ít lắm cũng rút được 15 lít. Với thao tác nhanh nhẹn để tránh bị nghi ngờ, ông Phong chỉ cần 1 phút là rút đầy can nhựa 30 lít. Mỗi can như vậy ông Phong trả cho các tài xế 625.000 đồng, tương đương với giá là 20.833 đồng một lít. Nếu so với giá dầu diesel dùng chạy xe buýt hiện nay là 22.740 đồng một lít thì ông Phong bỏ túi gần 2.000 đồng một lít.